Chào bạn, ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách thay đổi tên hiển thị trên tài khoản Affiliate của kinh doanh online z.com. Ok, các bạn sẽ làm như sau. Các bạn kéo xuống phần footer đúng không ạ? Click vào đây. Rồi chúng ta click vào đăng nhập ngay. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link này cũng được đúng không ạ? Kinh doanh online z.com / Affiliate. Rồi kéo xuống cái phần đăng nhập để chúng ta đăng nhập. Rồi chúng ta click vô cái phần mật khẩu. Rồi chúng ta tiến hành đăng nhập. Rồi, để thay đổi cái tên hiển thị ở đây đúng không ạ? Tên hiển thị ở đây đang là Nhất Đào và tôi muốn đổi thành là Đào Sơn Nhất chẳng hạn, thì tôi sẽ làm như sau. Các bạn kéo xuống cái phần hỗ trợ này, các bạn click vô mục tài khoản. Rồi, ở đây thì các bạn click vô thông tin tài khoản. Rồi, các bạn kéo xuống đúng không ạ? Cái phần tên hiển thị này thì bạn gõ vô là cái tên của các bạn muốn nó hiển thị. Trong cái lúc đăng ký chẳng hạn thì nhiều bạn sử dụng cái số điện thoại thì nó hiển thị là số điện thoại nên thành ra là rất là khó phân biệt. Thì chúng ta có thể đổi tên hiển thị là tên của chúng ta để cho mọi người có thể biết được đúng không ạ? Và dễ quản lý hơn. Rồi, chúng ta click vô lưu thay đổi. Đó, thì cái phần tên hiển thị của chúng ta đã được thay đổi. Đúng không ạ? Rồi, như vậy là tôi đã chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cái cách thay đổi tên hiển thị trên tài khoản Affiliate của kinh doanh online z.com rồi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.